cha xôm làm ăn cai cột chụp rượu xua bột mai bong bón từng ác nia cha ngày nay mà thuê chuột chân tia tia rai bong bón cha đi chỉ vẽ hai lái á nè cha hay thuê chuột chân tia ngày nay cứ sầm rập nè đài ở sâu chơi ha rồi cha hai tụ bồn lái cứ kinh nhom hàn tầm cả hòm sân bong bón vô tầm cả hòm vô bọt bồng bón á nè dừng thuê tầm cả hòm nhám khuôn ai cha hay vị thịt phơi nó cứ hàn bia chỉ bát tét sang sáng và tao máu và lại cho mùi nâng mà sai bồng bồn cha và tao mà tiếc dân đã khá là nhỏ riêng cả đau là mồ máu cha đã vì bồng bồn trồ tới trăm và trăm cả đau bề tế cha và tao mà tiếc cứ tha vì làng trắng là bồng bồn cha vì đằng làng cả hòm luôn ai nhé cha này dân còn bạc hòm phơn bề vì đằng tục tịch chạy tới vì làng xuôi luôn ai nhảy cha lấy nhom miên chân tia cả lạc cả lỗ bồng bồn như thế nhé làng so cút tay mà đón cha đôi chân say cả mồm bong bong từng ác nia lấy chân mà hàn cô lực cây mà đen là cờ dù mà đầm tới cái này bong bong khinh tật là nghe tật cỏ nó bong bồn cha lấy tật pu háo dân đặt ở chân tia bao dân cả lọc ta mà plei tay bong bong cầm dú á bộ chân tia vì ăn sáp hài và tục dú viên đừng là lùi phòi cha hai dầu viên mà đã trăm tật cọ máu bong bồn cha đầm bờ viên miên chia tịch chế ai phơi chân tia bao dân nơi tại xuôi đã đài rồi cha dân trăm bia không tật cọ nằng tới chà và tập mau dân mà han tâm cả hôm tiên hai bông bồn chà tâm cả hôm tâm xó ham chỉ bật té đáng chà mà té khiếu chà cứ mà té ách sát chà bông bồn chà mà té nó cứ chung ngồi cả hờ đài hay là dân mà bọc tấm chà đạm mà té nắng á chà tay dân ọt bọc ổi mọt đi dân nhung vì bông bồn tầm mọt nắng bông bồn nhà mặt cao đi phù hợp chẳng vì thế này cứ phơi sầm rạp nè đại ở sơ chế hở là bông bồn trà lợi dân đã tịch trai mà côn chan ở tịch của chúng mà cả là côn chan sco so chật ở chan trà bị chê một tích ẩm vào một tích hai tận tích trà dân cô bị shop hay lụa mơ vô rồi chị đại bông bồn cho chết đó na ở riêng đặt tịch máu hay dân đã kêu dân đại ban phơi nâng trôi tới trà cả lọc ấy shop chà và tạm mà tiết dân mong cối ham chân tia dân sân mong phá ôn chà bạn đã từng thông về những bị chập chân dân ham việc vẽ cả đá máu bong phá ôn chà hay vô vì mà còn lọc trong mùi nắng cường dân á hay tục vì mà sập tu phong bong phá ôn nó bị trôi chiết chà à lấy dân có hai đai chà xong chơi bong phá ôn à lấy bao dân chuỗi chân tia bao dân sập rạp nẹo chơi hao là bong phá ôn nên là chơi hơi sorry hơi tịch chẳng á na cho nên nhầm bàn nè ôn đi chân tì giờ đặt kêu ngày một máu vô nhầm trắng ngang nhé bọn cậu tập máu dân đại này tầm bồng bồn dân thì lừa chẳng máu nè không có một kia gì hai vợ chồng hai đặt mặt tên mặc rộp thay mà rồi ta đi nhung thơ sầm rạp nè ọt sâu trái hờ ngồi ngang được kia bông phồn nhà ọt sâu trái hờ nhằm tới đâm cả nhắm ngang hay ọt hơi khăn tê bông phồn dừng đặt chân máu bông phồn nha từng cả hôm dừng đại được trơn nóng chà ngang nha hai tự dân thơ luôn ái dân nhà mà trơn từ